Chào các em, hôm nay tôi sẽ nói tiếp về phù phổi cấp. Trong phần này thì tôi sẽ nói rõ hơn về phần điều trị. Trong điều trị phù phổi cấp thì gồm có 6 yếu tố. Thứ nhất, đó là phải đảm bảo cung cấp đủ oxy cho bệnh nhân, nghĩa là BAOC phải lớn hơn là 60 mét thủy ngân. Thứ hai là cho bệnh nhân nằm đầu cao, mục đích là làm giảm lượng máu đi về tim. Thứ ba là dùng một số thuốc an thần cho bệnh nhân như là morphine. Thứ tư là dùng thuốc lợi tiểu. Thứ năm là dùng thuốc giãn mạch tác dụng nhanh, ví dụ như là nitroglycerin. Và thứ sáu là trong trường hợp bệnh nhân có chức năng co bóp cơ tim kém thì sẽ dùng thêm là thuốc tăng sức co bóp cơ tim. Về việc đảm bảo cung cấp oxy cho bệnh nhân thì ta phải đánh giá nếu như khi mà bệnh nhân vô tình trạng phù phổi cấp mà bệnh nhân có tình trạng là lơ mơ, tiếp xúc chậm, bệnh nhân thở quá nhanh hoặc là thở co kéo rất là nhiều, bệnh nhân có tím tái, tình trạng BAOC làm dưới 60 mét thủy ngân khi mà làm khí máu động mạch, thì trong trường hợp này ta đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Một số trường hợp khi mà ta thấy bệnh nhân thở quá nhanh mà ta chờ đợi thuốc đáp ứng, thì khi mà bệnh nhân thở quá nhanh thì bệnh nhân sẽ làm tăng công tiêu thụ oxy và làm tăng công cơ tim, thì lúc đó là làm cho tim dễ suy hơn. Như vậy trong trường hợp này thì ta cần phải cho bệnh nhân đặt nội khí quản sớm. Còn nếu như bệnh nhân tỉnh táo và tiếp xúc tốt, bệnh nhân hợp tác, thì ta có thể cho bệnh nhân đơn giản nhất đó là thở mask túi với lưu lượng là khoảng từ 6 đến 10 lít trên phút. Cách thứ hai là tốt hơn, đó là cho bệnh nhân thở nếp, nghĩa là thông khí với áp lực dương. Thông khí với áp lực dương có nghĩa là bệnh nhân sẽ đeo một cái dụng cụ là mặt nạ bịt kín cả vùng mũi miệng của bệnh nhân, và khí nó sẽ được cung cấp vào trong cái mặt nạ này. Cứ mỗi lần bệnh nhân hít vô thì nó sẽ đẩy một cái khí vô là giúp cho bệnh nhân thở hít vào tốt hơn, đỡ phải tăng công cơ của đường thở và làm giảm được cái nhu cầu oxy của cơ thể và giúp cho tim hoạt động tốt hơn. Thì cái bất lợi của cái thở níp này đó là do đeo mặt nạ phải siết bịt kín cho nên làm bệnh nhân sẽ rất là khó chịu. Tiếp theo là cho bệnh nhân nằm đầu cao. Trong một số trường hợp tốt hơn có thể là cho bệnh nhân ngồi ở trên giường và tõng hai chân xuống dưới. Thì khi mà cho bệnh nhân nằm đầu cao như vậy thì sẽ làm giảm lượng máu về tim. Bình thường khi mà ta ở trong tư thế đứng thì là khoảng 500 ml máu sẽ dồn xuống dưới chân. Như vậy với cái tư thế này sẽ giúp cho bệnh nhân là giảm lượng máu về tim và làm giảm thắt nhiệt ra mô kẽ và giúp cho bệnh nhân đỡ khó thở. Ngày xưa có một cái phương pháp làm giảm lượng máu về tim, đó là phương pháp là Garo-Bachi. Có nghĩa là ta sẽ dùng dây garo và ta siết chặt lần lượt là ba chi, ví dụ như là hai tay và chân. Sau khoảng là 3 đến 5 phút thì ta sẽ đổi là hai chân và một tay. Thì cái phương pháp này có cái ưu điểm là làm giảm lượng máu về tim, tức là giữ máu ở ngoại vi. Tuy nhiên có cái bất lợi là do mình siết như vậy thì có thể là mình sẽ siết vô trong cái động mạch mà trong trường hợp bệnh nhân đang bị suy tim thì cung lượng tim đã giảm, mình siết nhiều như vậy thì sẽ làm giảm tưới máu chi và bệnh nhân sẽ có nguy cơ hoại tử chi. Chính vì vậy cái phương pháp Garo-Bachi hiện nay là người ta đã không còn dùng nữa. Thuốc tiếp theo đó là morphine. Thì morphine là thuốc mà có tác dụng là an thần và có tác dụng là hạ áp nhẹ. Thì trong trường hợp là khi mà bệnh nhân có tình trạng khó thở thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là lo lắng hốt hoảng, bệnh nhân có cảm giác là sắp chết, và trong trường hợp đó bệnh nhân sẽ không hợp tác điều trị. Bệnh nhân sẽ giãy giụa, không thở oxy hoặc là bệnh nhân không cho điều dưỡng lấy dịch truyền. Thì trong trường hợp này ta có thể chích morphine cho bệnh nhân thì liều là khoảng là từ 2 đến 3 mg. Thì cái ống là ống 10 mg, mình có thể chích là từ 1 phần 4 ống cho đến 1 phần 3 ống và chích cho bệnh nhân. Trong trường hợp nếu như mình sợ bệnh nhân có nguy cơ bị suy hô hấp, ví dụ như trên những bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những bệnh nhân có cái cơ địa sẵn là COPD thì ta sẽ dùng cái liều thấp hơn là khoảng 1 phần 4 ống. Thì khi mà ta chích trong khoảng là từ 30 cho đến 1 tiếng, nếu như bệnh nhân mà chưa có tác dụng an thần thì ta có thể chích lặp lại và liều tối đa là không quá 10 mg. Thuốc tiếp theo là thuốc lợi tiểu furosemide. Thì thuốc lợi tiểu furosemide thì khi mà mình dùng đường tĩnh mạch thì nó sẽ có 3 tác dụng. Thứ nhất nó là làm tác dụng là giãn mạch nhẹ. Tác dụng thứ hai là nó có tác dụng lợi tiểu. Và thứ ba là nó có tác dụng là làm giảm áp lực của hệ thống tĩnh mạch phổi. Thì tác dụng giãn mạch nhẹ là tác dụng mà xảy ra sớm nhất, khoảng là từ 1 đến 2 phút sau khi mà chích tĩnh mạch cho bệnh nhân.
Còn đối với lại tác dụng lợi tiểu thì nó sẽ có tác dụng là sau vòng là 30 phút. Thì đối với lại tác dụng giãn mạch này thì nó sẽ làm giảm hậu tải, mà ta biết là hậu tải là lực của cơ tim phải thắng được để kháng lực của động mạch chủ để mà đẩy máu ra ngoài. Như vậy khi mà ta giãn mạch, nghĩa là ta giảm hậu tải, thì cái công của cơ tim nó sẽ giảm và giúp cho cái tim nó sẽ co bóp tốt hơn và đẩy được cái lượng máu đi. Từ đó nó sẽ làm cho cái áp lực của cái hệ thống bao mạch phổi giảm xuống và làm cho bệnh nhân đỡ khó thở. Thì một số bạn sẽ có hiểu nhầm rằng là chích lợi tiểu để cho bệnh nhân đi tiểu, thật ra là không phải. Cái tác dụng lợi tiểu này nó chỉ có tác dụng là sau 30 phút, khi mà chức năng tim bắt đầu cải thiện thì nó sẽ bắt đầu làm tăng cái tình trạng là tưới máu xuống thận. Và khi mà tăng tưới máu xuống thận với tác dụng của lợi tiểu thì bệnh nhân sẽ đi tiểu ra. Như vậy nếu mà sau khi mà ta một bệnh nhân phù phổi cấp mà ta chích lợi tiểu mà bệnh nhân có nước tiểu, điều đó chứng tỏ là chức năng tim đã cải thiện, sự tưới máu thận tốt hơn, và khi đó là mình sẽ tiên lượng là bệnh nhân này là dùng lợi tiểu có đáp ứng và tiên lượng rất là tốt. Thì cách dùng lợi tiểu là ta sẽ dùng là lợi tiểu furosemide, liều là khoảng từ 20 đến 40 mg. Trong trường hợp nếu như bệnh nhân mà đã dùng lợi tiểu trước đó, hoặc là trên những bệnh nhân mà có tình trạng là suy thận mãn, thì ta phải dùng cái lợi tiểu cao hơn, là liều khoảng là từ 40 cho đến là 80 mg. Thì đường dùng đối với lại furosemide đó là chích tĩnh mạch. Thì ta chích sau đó là ta sẽ theo dõi trong vòng là từ 30 phút đến 1 giờ và ta sẽ xem coi tình trạng bệnh nhân thế nào. Nếu như bệnh nhân đã có tình trạng là đỡ khó thở, phổi giảm ran, chỉ còn ít ran ẩm, ran nổ ở hai đáy, tim bớt nhanh, không còn xuất hiện tiếng galô, thì trong trường hợp đó là ta ngưng, không cần phải dùng tiếp tiếp tục. Còn trong trường hợp là bệnh nhân vẫn còn khó thở nhiều, phổi vẫn còn ran ẩm, ran nổ, tim vẫn còn nhanh, vẫn còn tiếng galô T3, thì ta sẽ chích lặp lại. Thì lặp lại thì một điều phải chú ý là lặp lại, nhưng mà tổng liều không được quá 220 mg trong vòng 24 giờ. Bởi vì nếu mà ta chích ở mức liều này thì bệnh nhân có thể bị tổn thương ốc tai và có thể gây ra điếc. Tuy nhiên một điều cần lưu ý là ta phải xem coi là bệnh nhân có bị nguy cơ bị mất thiếu nước do tình trạng là chích lợi tiểu hay không. Ví dụ như một bệnh nhân mà đang bị vô phù phổi cấp mà nguyên nhân do nhồi máu cơ tim, có nghĩa là tim bệnh nhân đang ở trạng thái bình thường, sau đó là tim bị nhồi máu, sau đó vô dẫn đến là tình trạng bị phù phổi cấp, thì trên những người này là trước đó tim người ta bình thường cho nên người ta không có tình trạng là du dịch. Vì vậy nếu mà mình dùng lợi tiểu quá nhiều thì bệnh nhân có thể là bị tụt huyết áp do thiếu dịch. Còn đối với lại những trường hợp mà bệnh nhân đã bị suy tim mạn trước đó, thì đối với người suy tim mạn thì người ta sẽ có tình trạng là giảm tưới máu thận, do đó sẽ kích hoạt hệ thống renin-angiotensin, tăng tiết aldosterone gây ra tình trạng là dưới mối nước. Như vậy là trên bệnh nhân suy tim mạn người ta đã có một cái tình trạng là dưới mối nước tiềm ẩn. Và khi mà những bệnh nhân bị suy tim mạn mà vô phục hồi cấp thì ta có thể dùng lợi tiểu nhiều nhiều lần mà không sợ là bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp do thiếu dịch. Tiếp theo là nitroglycerin. Đây là một thuốc rất là quan trọng trong điều trị phù phổi cấp. Nitroglycerin với liều thấp thì có tác dụng là giãn hệ thống tĩnh mạch. Và khi giãn hệ thống tĩnh mạch thì sẽ làm tăng sức chứa của hệ thống tĩnh mạch, từ đó sẽ làm giảm lượng máu về tim, giảm áp lực của hệ thống bao mạch phổi và giúp làm cho bệnh nhân đỡ khó thở. Thứ hai là nitroglycerin liều cao thì nó sẽ có tác dụng là làm giãn động mạch. Khi giãn động mạch thì sẽ làm giảm hậu tải và làm giảm công co bóp của cơ tim và giúp tim co bóp có hiệu quả hơn. Và khi tim co bóp có hiệu quả hơn thì sẽ làm giảm lượng máu ứ ở trong thất trái, làm giảm máu ứ ở trong nhĩ trái, làm giảm áp lực hệ thống bao mạch phổi và giúp làm cho bệnh nhân đỡ khó thở. Trong trường hợp nếu bệnh nhân đã được dùng furosemide mà bệnh nhân đã đỡ khó thở rồi thì không nhất thiết là phải dùng thêm nitroglycerin. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đã dùng furosemide rồi mà vẫn chưa cải thiện được tình trạng khó thở thì nên dùng thêm là nitroglycerin, hoặc là một số trường hợp bệnh nhân không thể dùng furosemide do tình trạng thiếu dịch thì ta sẽ chọn nitroglycerin để điều trị cho bệnh nhân. Thì nitroglycerin thì sẽ được dùng bằng đường truyền tĩnh mạch. Nếu như huyết áp bệnh nhân dưới 140 trên 90 mét thủy ngân thì ta có thể khởi đầu là liều thấp là 10 microgram một phút. Còn nếu như bệnh nhân có tình trạng là huyết áp cao lớn hơn hoặc bằng 140 90 mét thủy ngân thì ta có thể khởi đầu là liều cao, là khởi đầu là từ 30 microgram một phút.
Sau đó khoảng 10 cho đến 15 phút thì ta sẽ theo dõi tình trạng bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân mà đỡ khó thở, phổi bớt ran, tim bớt nhanh thì trong trường hợp đó thì ta sẽ duy trì cái liều mà đang sử dụng ít nhất là 6 giờ để cho những thuốc mà trợ tim tắc đường uống có tác dụng. Trong trường hợp nếu như bệnh nhân chưa có cải thiện, tức là bệnh nhân vẫn còn khó thở, tim vẫn còn nhanh, phổi còn ran, thì ta sẽ đo huyết áp bệnh nhân. Nếu huyết áp bệnh nhân trên 90 mét thủy ngân thì ta sẽ tăng là 10 cho đến 20 microgram một phút. Sau đó ta tăng dần cho đến khi nào, cho đến khi bệnh nhân cải thiện, hoặc là bệnh nhân có huyết áp dưới 90 mét thủy ngân, hoặc là đã đạt được liều tối đa là 200 microgram một phút, thì lúc đó là ta không nên dùng thêm nitroglycerin. Thuốc cuối cùng đó là thuốc trợ tim, hay còn gọi là thuốc tăng sức cơ bắp cơ tim. Thuốc tăng sức cơ bắp cơ tim được chỉ định trong trường hợp là bệnh nhân có phân sách tống máu là EF dưới 40%, thì thuốc được dùng đó là qua đường truyền tĩnh mạch tác dụng nhanh là dobutamine với liều là 2 đến 20 microgram bạc ký trên phút. Thì thông thường ta sẽ khởi đầu là liều là khoảng 3 microgram bạc ký một phút, sau đó theo dõi mỗi 10 đến 15 phút. Nếu như tình trạng bệnh nhân cải thiện thì ta sẽ duy trì liều dobutamine trong vòng là từ 4 cho đến 6 giờ để cho các thuốc trợ tim đường uống có tác dụng. Trong trường hợp nếu chưa có cải thiện thì ta sẽ tăng liều lên là mỗi lần tăng khoảng là từ 2 cho đến 3 microgram bạc ký một phút và liều tăng tối đa là 20 microgram bạc ký trên phút. Một điều lưu ý là không được dùng dobutamine đơn độc để điều trị tình trạng phù phổi cấp cho bệnh nhân. Như ta đã biết là dobutamine là thuốc tăng sức co bắp cơ tim, nghĩa là thuốc để làm tăng công của cơ tim. Trong trường hợp nếu như bệnh nhân có dịch nhiều mà ta làm tăng sức co bắp cơ tim, nghĩa là làm tăng công cơ tim lên, thì tim sẽ dễ bị suy nặng nề hơn. Hoặc là trong trường hợp là hậu tải cao, nghĩa là huyết áp bệnh nhân cao mà ta chưa giãn mạch mà ta lại tăng co bóp thì tim lại càng tăng co bóp, thì lúc đó chức năng tim nó sẽ lại càng xấu hơn. Như vậy dobutamine là thuốc chỉ giúp làm giảm triệu chứng, không dùng lâu dài và chỉ được dùng khi mà furosemide hoặc là nitroglycerin vẫn chưa đạt được hiệu quả. Như vậy phần trình bày về điều trị phù phổi cấp của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.